đuông dừa bà con biết hết rồi phải không bà con? Trên cây dừa nó có khi đầu cổ hủ nó hư là nó sinh ra những con đuông dừa, con giống như con sâu sâu đó đó. Nhưng mà nó rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà nó tốt thì có những người này không ăn được, bởi ăn con đuông dừa này vào thì nặng thêm cho chứng bệnh của mình, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏe và nó xấu đi cho sức khỏe của mình. Mong rằng bà con ta những người như thế này đừng ăn, ăn vào nó không có lợi gì cho sức khỏe hết. Đó là người tiểu đường, người bị dị ứng, người già, bà bầu, say rượu, nóng trong người, lỡ lét, ngứa miệng, sưng miệng, phụ nữ đang cho con bú là không nên ăn con đuông dừa. Ăn đuông dừa vào chứng bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, bà con vui lòng đừng ăn. Tiểu đường à, người bị dị ứng nè, người già, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, say rượu, nóng trong người, lỡ lét, ngứa miệng, sưng miệng, bù lại nó tốt và nó rất tốt cho người, nó làm cho hỗ trợ chống lão hóa, tốt ha, tăng cường sức khỏe, cải thiện chức năng sinh lý, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, hỗ trợ tăng cân, giúp người kém ăn, làm cho thèm ăn, hay quá, hồi xương, ốm, yếu, suy, nhược, ăn đuông dừa, một ngày chỉ một con thôi, ta ăn 5 ngày, phải nghỉ một ngày, ăn con đuông dừa này nó tốt nhưng mà không ăn được nhiều, ăn 5 ngày, nghỉ một ngày, bà con ơi, chúc bà con chúng ta vui vẻ mạnh khỏe, ăn 5 ngày, nghỉ 2 ngày, bà con nhớ không, nhưng mà ăn một ngày chỉ một con thôi, ăn 5 ngày, nghỉ 2 ngày. Chào, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp nào.